Mịch thứ chuyện xưa nay kể. Chuyện xưa nay kể là những câu chuyện một thời đã qua ở vùng Mịch thứ. Về Mịch thứ, bạn qua khỏi thứ 11, đi tiếp 10 km là tới Cán Gáo. Vùng này có kênh Cán Gáo nên tên ấp cũng là Cán Gáo, thuộc xã Đông Hưng B, huyện An Minh ngày nay. Hồi xưa đất này có một cái lung rất lớn, được hình thành bởi dòng chảy sông Trẹm từ hướng Cà Mau vô, chạy lòng vòng thành một con rạch ngoằn ngoèo ôm lấy cái lung ở giữa, có hình dạng như một cái gáo dừa. Sau đó người dân đào một con kênh từ trong rừng đâm thẳng qua cái lung, giống như cái cán xuyên qua gáo dừa, tên gọi Cán Gáo cũng phát sinh từ đó. Và ngày hôm nay Mịch thứ sẽ đến thăm ngoại Nguyễn Thị Lợi, 81 tuổi, ở xã Đông Hưng B, và cùng nghe ngoại kể những mẫu chuyện nhỏ của ngày xưa, những năm 1940-1950 của thế kỷ trước, về đời sống của người dân Mịch thứ sống tại ấp Cán Gáo. Con xin chào bà. Bà tên là gì và ở đâu ạ? À? Nguyễn Thị Lợi, ở trong xã Đông Hưng B. Dạ, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? 81 tuổi. Bà ấy, con được biết á, là bà quê ở Cán Gáo phải không ạ? Bây giờ thì bà có thể kể cho tụi con nghe về Cán Gáo của những năm 1940, 50, 60 được không ạ? 40 là mới sanh thôi, tôi mà năm sanh 40 mà. Dạ. Thì bây giờ mình kể chuyện của bố mẹ. Bố mẹ nuôi đó. Dạ. Bố mẹ, cha mẹ già nuôi đó, cha mẹ nuôi. Dạ. Sinh ra đó. Dạ. Sinh ra ở năm 1940. Giống như cha mẹ nuôi. Dạ. Cha mẹ nuôi là mình nghề là làm ruộng. Dạ. Làm ruộng rồi nuôi heo rồi mình ruộng. Hồi đó là mình lúa có một vụ thôi. Tới mùa là mua lúa để dành dự, để dành ăn tới năm tới. Chứ không có mà mua lẻ tẻ như bây giờ. Dạ. Ngày xưa là nước ngọt phải không bà? Nước ngọt. Là cái khu Cán Gáo bà của gia đình mình là nó nằm cách Đông Hưng B, là cách nơi này là khoảng 3 cây số. Dạ. Ngày xưa mà từ Cán Gáo mà đi lên Đông Hưng B rồi đi lên thứ 11, mình đã đi bằng gì bà ha? Xuồng chèo. Hồi đó là đi xuồng chèo, rồi sau này mới là có vỏ, chứ hồi đó là năm tôi là xuồng chèo không đó. Năm 50-60 rồi trở lên á. Dạ. Đi xuồng chèo không, đi lên chợ thứ 1 rồi đi bằng xuồng chèo. Chứ mình cũng không có chạy bằng máy cu le hả? Không có máy rồi, máy sau này mới mà 5-7 máy gì đó mới có cu le. Vậy là mình bơi xuồng bằng tay hết, chè bằng tay hết. Đi vào hồi đó mùa sương đó hen, là đi nửa đêm thế kia đi bơi vòng vòng hồ bơi ngoài lợi. Hồi đấu thi rừng bơi. Cực dữ đấy, bơi không hả? Dạ. Mà máy sau này mới được cái máy đấy. Tức là nhà mình ngày xưa là mình chăn nuôi và mình làm ruộng. Ruộng không, làm ruộng. Nuôi. Mình có làm rừng không bà? Rừng này cũng có, các ông rồi cũng có. Dạ. Ông mệt lắm nha. Dạ. Ông ngoại tôi, ông là ăn. Là ăn cả ông một lần là cả lu, mấy lu đó, chứ không phải như bây giờ một hơi lít nó mất vậy đâu. Đó là lu đó. Tức là mỗi một lần mình cắt là cả lu ông luôn. Cả lu vậy đó, lu là cỡ như lu chi măng đó vậy đó. Dạ. Hồi xưa đó nghe, mà nó bán cũng đâu có tiền bạc gì bao nhiêu. Dạ. Mà mình bán là mình bán cho ai bà hả? Hồi đó cũng ta lỡ mưa hay gì đó. Dạ, người mua là mua là mọi người là từ ở đi đâu mình cũng biết. À, tức là thương lái họ xuống họ mua và họ đi bằng ghe hả bà? Với ăn rồi tầm 700 bả, đâu có giá như bây giờ đâu mà kiếm tiền lít đường sĩ gì đâu. Dạ. Đó, ông dễ dữ lắm mà mắm đồ cũng gì. Vậy một ngày của bà ở những năm 1940-50 thì một ngày của bà làm gì bà? Ở ngõ đó còn nhỏ mà. Dạ. Bà có chăn trâu không? Không có chăn trâu. Không có biết chăn trâu. Rồi có đi học không bà? Có đi học, mà học cũng vậy, học đi học mà đi bộ với đó, trường cũng cách trường cây số. Dạ. Đi học mà ăn uống cực khổ lắm. Có gì đâu ăn, đâu phải như nít bây giờ đâu. Đi học quyến sao có một gói muối, cái đi dành đi cái lợi tới trường nó bẻ giấy mít rồi đọc chăm đồ ăn bảy mã chứ đâu có đồ ăn gì đó. Dạ. Tôi học đó nha. Dạ. Dạ tôi học là gì đó. Cực khổ lắm. Tức là mình ăn cơm với muối với mít non á hả bà? Đi chơi, đi học á, mình đi học á, rồi là lỡ trường rồi đó. Dạ. Chơi đó, đợi kiếm đó ăn. Dạ. Ở nhà thì con có miếng cá đồ. Dạ. Nó cá thiếu gì. Tức là không có ăn sáng luôn phải không? Không có ăn gì chứ, không có đồ ăn, không có gì chứ. Trời đó cực khổ, không có tiền bạc đâu, ăn gì chứ, như mít bây giờ đó. Dạ. Tôi nhớ tôi học hồi đó là gì? Gói muối đi, lỡ nhà ta dùng cái xài rụng rồi nhỏ 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 đó. Dạ. Lượm ăn chắc chưa được gì nè. Dạ. Chứ đâu có ăn bánh ăn gì không có. Cha cha tôi học lắm đó. Dạ. Ngày xưa là mình thắp bằng đèn dầu. Đèn dầu, bằng đèn dầu cá, rồi đèn dầu.
thầy giáo hồi đó dạy học đâu phải mà như học trò bây giờ mà có mà sổ như bây giờ học sinh bây giờ đâu. Yeah. Có một sổ là có mình thầy giáo có thôi. À, tức là sách giáo khoa phải không bạn? Ờ, sách đó ha. Có mình thầy giáo có người đọc cuốn tả rồi cho mình viết. Dạ. Không phải là như học trò bây giờ mà có sổ sách như bây giờ. Tức là ngày xưa là chỉ có thầy là có cuốn sách giáo khoa thôi. Dạ, còn học trò là không có. Rồi thi cử sao bạn? Hồi đó đâu có thi cái gì đâu. À, không có thi hả? Không học bây giờ, không có hồi đó tôi học, tôi không biết thi cái gì chứ. Dạ, tức là bà đi học là những năm 40 mấy, 50 đúng không bà? Năm 40 là bà sinh ra thì 4 năm... Năm 46 là bà được 6 tuổi, năm 47 là bà được 7 tuổi. Bà đi học năm bao nhiêu tuổi? Dạ. Tức là mình chỉ học... Học đâu biết chữ, mặt chữ. Thời điểm đó thì chắc không có radio đâu bà ha? Cái máy cassette á. Sao không có được? Dạ. Radio này là mới hồi năm... Ở 65 là mới có radio thôi. Dạ. Hồi đó đâu có radio là gì đâu. Ngày xưa heo mình nuôi là heo gì bà? Heo mình theo cỏ mình chứ mấy heo. À tức là heo cỏ, heo mỏi mình á, heo đen đen nhỏ nhỏ phải không bà? Heo cỏ ra chứ mấy heo giống như bây giờ. Dạ. Là con dài 3 4 con vậy đó. À. Nhưng mà một nhà thì nuôi 3 4 con thôi hả? Mình lấy heo cho nó ăn. À. Có nếp mà đặt nếp không à? Đặt rượu bằng nếp chứ không phải là đặt bằng rượu bằng tẻ, gạo tẻ bây giờ. Nếp mà xay chứ phải già đâu đâu. Nếp đó là mình trồng luôn. Mình mua cũng dựa vậy đó, mình nghề của mình mà. Dạ. Hồi đó có cối xay gì nè, cối xay gì mấy cân giờ không biết cối xay đâu. Bây giờ còn cái cối xay nó không bà? Không thấy bây giờ, đây là không có rồi đó. Cối xay bự vậy nè. Dạ. Đổ trọng rồi có hai người, có dàn xay vậy nè, hai người đứng xay vậy nè. Dạ. Đó, xay vậy đó. Bộ giả gạo. Con thì thấy là có cái cối xay mà họ xay họ làm bánh ướt á. Cái đó là cối đá. À, đó cối đá hả? À, cái đó là cối đá hả? Cối đá bây giờ thì có, nhưng mà cối xay bây giờ là không thấy nè. Còn cối giả. Dạ. Giả gạo á. Dạ. Cối giả gạo bự vậy nè, giả là 2-3 người vậy đó. Rồi lúc nhỏ bà đi học về rồi bà làm gì phụ gia đình? Thì cũng bằng lặt vặt, mà cha mẹ xay lúa rồi mình cũng xay rồi vậy đó. Dạ. Nhà bận gì mình bận đấy. Mà ngày xưa dân mình ở Cán Gáo đông không bà ha? Cũng không có đông, có như bây giờ, ít nhà lắm. Dạ. Nhưng mà đất nhiều như vậy mà người ít như vậy thì làm sao mình canh tác hết được? Đâu có đất nhiều gì đâu, người ta ít chạy vì sau này là giải phóng rồi hay là mới cầm rồi đất nhiều thì nói chung rừng ta đâu có cần đất đâu, phải như cần như bây giờ không cần nhà ngàn trong đất không có hơn á. Dạ. Ủa đâu có cần đất đâu. Dạ. Có cái nhà nhưng mà bây giờ cần đất lắm đó bà. Bây giờ cần đất nhưng mà hồi giàu đó là không có cần đó. Dạ. Giàu của ông già tôi rồi đó là không có cần đất. Dạ. Có nhà ở chút đỉnh thì rồi đi mần vậy thôi chứ không có. Rồi những năm 50, 60 thì bom đánh bom nhiều không bà? Năm xa để coi năm Bình Định này giao cho Mỹ đi, giao cho Mỹ là năm mấy rồi? 55 mà đi rồi đi mà trong đi tập kết ha. Dạ. Tập kết là 55. Dạ. Đó, từ đó trở rồi giao cho Mỹ rồi. Dạ. Đó trời ơi nói gì chữ bom thì cũng nói cả chữ bom. Sao vậy? Làm có khi tối ngày luôn. Tôi cho tôi là biết là tôi đó. Dùng thứ đầm già nó đảo nó nhảy tối ngày với hầm á. Chuyện nào muốn lên nó đảo rồi nó kiếm chỗ của mình ở đâu bằng đá đất á. Dạ rồi mình chung xuống hầm hả bà? Nhảy dưới hầm có khi nước có khi không có nước. Hầm đó là mình tự đào hả? Đào ở trên đất nắp. Dạ. Ông xã từ đó ông đào hầm ông sợ dữ lắm á. Đào hầm đất nắp gì đó. Rồi sau này tới cái ruộng 50-60 mấy đó là B-57 đó. Dạ. Đào cái hầm bự vậy ha, mà hầm bự vậy ha. Rồi cái đất bên trên á, rồi tối vô trong phụ cho B-57 nó bỏ hồng đêm á. Bữa hôm đêm mà chung vô nó ngủ rồi sáng chung cái. Dạ. Cực gì đó. Hồi đó mà tôi mới con đứa con thôi. Dạ. Đó mà sắp đèn dầu nó nghe tắt đèn rồi. Quạt ngày sáng đêm mình ngủ dưới hầm xung quanh thì đất vậy nè. Thì nó nực. Dạ. Mà hồi đó là có mấy con đứa hả? Dạ. Rồi con cảm ơn bà. Miệt thứ đứa em một sẽ gặp bà là lần sau và chúng ta sẽ kể chuyện nhiều hơn về thanh xuân của bà nha. Cực khổ dữ lắm.